một chải tới đuôi, tình duyên bền vững. Hai chải răng long đầu bạn, ba chải con cháu đầy đàn. Cái lời mà con muốn chia sẻ cho cô dâu sẽ là một cái lời cảm ơn. Một lời cảm ơn rằng là bởi vì là người luôn luôn đồng hành với con từ lúc khó khăn nhất. Thì sự nghiệp của anh lúc đó vẫn chả là gì, nhưng mà từ khi mà quen Mèo đã giúp đỡ con rất là nhiều về mặt tinh thần, và luôn luôn đứng bên cạnh con những lúc con bị thất bại. Đó là khoảnh khắc mà không ai có thể cảm nhận được, chỉ có con và Bảo Ngọc thôi. Khoảnh khắc hai người. Con nhớ mãi mà lúc mà khi mà con bị thất bại trong một cái chương trình á, người duy nhất nắm tay chặt con là chỉ có một mình Bảo Ngọc. Phu xin chào bài. Gia đình thì tôi cũng trân trọng nhận bằng quyền và rể là cháu rể, và gia đình của tôi cũng coi bằng quyền như là con trai và cháu trai của cả gia đình. Và bằng quyền bây giờ là thành viên thứ 15 của gia đình Hữu Hoàng. Đây là
cô gái là mình phải luôn luôn phải theo đuổi và là những người mà mình đang sẽ hướng tới, một người đồng hành cùng với mình trong những lúc khó khăn nhất, chứ không phải là đồng hành những với mình những lúc mà mình thăng hoa tỏa sáng. Đây là sự chứng quý mà con có lớn nhất trong cuộc đời của con. Anh cảm ơn em, đó là lời cảm ơn mà anh cảm thấy rằng là anh sẽ nói đến sau này.世界上最美的情侣。